Cách nhận biết một nhóm lừa đảo chứng khoán xa lâu, trong nhóm có một chú tự nhận là thầy, suốt ngày chém gió trên trời dưới biển vĩ mô khoe lãi tùm lum, thị trường sập nó vẫn lại hi hi, chắc nó là sư phụ của U dân bốc phét, hai rất nhiều đứa chân gỗ tung hô thầy giỏi, theo thầy em lãi bao nhiêu tiền. Suốt ngày khuê nhà khuê xe, đi du lịch giàu có nhờ theo thầy, bốc phét vừa vừa vào toàn nick ảo khoe ảnh hát gân, hát bo, ba, kêu gọi từ thiện, đóng góp xã hội, thầy còn chưa nuôi nổi mình đi lùa gà lừa đảo, mà còn kêu gọi từ thiện đóng góp xã hội. 4. Giả dạ danh công ty tài chính kêu gọi đầu tư. Suốt ngày có một con lừa đảo nhắn tin tư vấn, mình biết nó lừa đảo rồi, mà không thoát nhóm để xem nó lù gà thế nào. Giờ mà chát lật mặt kiểu gì nó cũng kích ra ngoài nhóm.